một ngón tay thôi. Chị đoán đi, cái người này hơi khó tính chút xíu, người ta chỉ cho chị hửi một ngón thôi. Đây là một bàn tay rất quen thuộc với tôi. Không bao giờ mà bạn, chúng tôi thường làm show chung với nhau và thường hay nắm tay nhau ra hát. Tình bạn là khi chúng ta biến quan tâm đến chúng ta. Biến quan tâm một anh mà lên đến khi mà nhìn thấy tôi không có bàn tay, Và tôi ấy thì ngày nhớ đến bàn tay. Vậy là khỏi chơi nữa. Sao đây là làm lẫn được, đây là Lê Dương Bảo Lâm, bàn tay quá quen thuộc. Đúng rồi, cuối cùng. Ở thử thách đầu tiên, mỗi đội sẽ cử ra một bạn nữ để thực hiện thử thách có tên gọi Mùi Hương Thân Quen. Các bạn nữ được chọn có nhiệm vụ ngửi tất cả các bàn tay của dàn cast nam và đoán đó là ai. Bạn nào đoán được đúng nhiều tên hơn sẽ giành chiến thắng. Rồi, bây giờ ai chơi? Bên đây đại diện là Buka, bên đây đại diện là Mỹ Dạ. Giờ Rít, giờ sao Rít? Dạ, thì nãy em có suy nghĩ là thí dụ mà nhiều mùi quá thì khó phân biệt. Bây giờ chia làm 50-50 thôi. Đúng. Là sao? Một bên là có sử dụng sản phẩm của X-Men. Wow. Wow. Một bên là không có. Wow. Wow. Đó thì ở đây em có hai chai X-Men Phobos. Đó là một chai màu đỏ và một chai màu xanh. Màu đen. Đó, xanh đen nha. Đó thì khi mà chúng ta xịt cái này lên thì chúng ta cảm thấy như là một mùi hương châu Âu. Wow. Nè, em xịt cái anh Tuấn nói tiếng châu Âu liền. Nè. What are you doing? Wow. 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 Điên pháp nha. Khỏi mi lèo ma lợi. Khỏi mi lèo ma lợi. Lại nè, chai này của anh đi. Rồi, rồi. Hello Mary, hello Peter, where are you from? Sao tôi nghe cái kia là Forbot, cái này Fortop. Bây giờ là Buka nè. Đâu hả? Con về trước chứ cái trò này con. Ủa vậy đó hả? Thôi em ráng chơi đi. Ráng chơi đi. Bảo vệ anh. Anh bảo vệ em. Tại vì mọi người là sẽ dành cho chị một cái niềm yêu thương nhất định. Mãnh liệt luôn á. Đúng rồi, tức là chị dạ là một vùng thôi, chị là nhiều khi nhiều vùng hơn. Thôi không nói nhiều nữa. Đó, chơi đi. Đây đừng nói nhiều nữa. Em mở cái này ra cho nha. Bây giờ con sẽ nghe cái mùi. Rồi, giờ là các em ơi. Bây giờ vậy nè, khoan từ. Sao anh? Mình có thể xịt một người cũng được, hoặc xịt full cũng được, bao nhiêu tùy thích. Rồi. Còn việc của Buka là tiền cho mình thôi. Rồi, vô, sắp vô. Thế con, mọi người chơi khó vậy. Rồi, bắt đầu xoay vòng vòng nè. Mấy anh em mình ôm nhau cho những cái mùi dầu nè. Mùi này kia nọ nó hòa quyện nhau đi. Đó, chứ nghe mùi bị đặc trưng quá. Ôm em làm gì? Ôm em vô hòa quyện rồi, ok. Rồi, bây giờ là cái mùi là coi như là gần như là xem rồi đó. Chữ thơ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ráng sĩ. Đó. Để ta ai mềm vậy? Cái cánh tay này nè là hả số sướng nha chị nha. Ôi trời ơi, anh ơi lủng con mắt em. Không, tránh bàn tay của chị. À vậy hả? Nhưng mà đó. Tại thơm quá. Em thấy cái tay này nó thon thon gọn gọn nó. Bây giờ theo phương pháp loại trừ của em thì một cái bàn tay mà có thể đẹp và mứt mơ như vậy, ngón cũng suôn suôn thon thon như vậy, có thể là anh Ngô Kiến Huy thôi. Sao hay vậy? Sao cái giọng mua ba kế bên vậy? Xong chưa? Chị cho chưa? Chị chốt Ngô Kiến Huy đó. Chị chốt Ngô Kiến Huy đúng không? Đúng thôi chứ giờ thì biết gì đâu. Cái mùi nó giống như nhau quá rồi. Cái bàn tay này nè. Đó, chị đan vào đi, chị đan vào trước. Chị cảm nhận coi. Sao cái tay ai mà nó cứng đờ vậy trời? Rồi bây giờ chị hửi đi. Khó à? Chị thấy không? Khó nha. Cái người này là sinh ra là chỉ có hai đốt ngón tay thôi. Hả? Trong đoàn mình có bao nhiêu cát quên tên hết rồi. Có nè, em kiểm lại nha. Anh Ngô Kiến Huy nè, anh Trường Giang nè, anh Kiều Minh Tuấn nè, anh Lê Dương Bảo Lâm nè, Hiếu Thứ Hai nè, Chris nè, với lại anh Kiều Minh Tuấn nè, với anh Ngô Kiến Huy. Ủa nãy nói rồi mà. Ủa nãy nói rồi mà. Cái này giống như là Chris vậy đó mà.
Rick. Rồi, Rick Frank. Rồi, tạm tiếp tục cuộc hành trình của mình nha. Trời ơi, cái bàn tay này. Khỏi hỏi luôn. Ba tôi khỏi hỏi luôn. Đụng vô là biết, đúng không? Rồi, mình tới với một bàn tay mới lạ. Bàn tay đụng vô biết, chứ bàn tay mà múp mập à. Cơ địa cái người này là đẻ ra là chỉ có ai lớp vua em vậy? Ủa biết em luôn hả? Ủa chứ thì xưng đại thôi. Không mở ra được đâu chị. Phải mở được chứ em. Cái tay mà đâu bị tật đâu mà không mở được. Cái bàn tay này nha, em thấy có sự thô ráp nhất định. Trời ơi thơm quá. Thơm phức. Dễ chịu quá. Thơm mùi rất là châu Âu. Đúng rồi, cái mùi nam tính cực kỳ. Quý tộc, lịch lãm, nam tính. Thơm quá à. Thơm à. Mà cái tay cũng ngon á. Nè chị ơi, thổi thêm tay tiếp theo đi chị. Nè. Cái tay ai hôi vậy? Hả? Cùng một người đó. Cùng hôi, sao hai cái mùi khác nhau, cái tay này hôi quá. Tại vì lịch để phân biệt cho rõ đó. Ủa sao cái gì vậy? Em mới sờ chúng với ngực ai đúng không? Em nghĩ đây chắc có thể là hiếu thứ hai á. Tại vì cái tay em chưa nắm bao giờ. Cái tay này nó lạ so với những cái tay mà em được từng nắm á. Hay quá. Phán đoán là xuất sắc luôn á. Người này chỉ có một ngón tay thôi. Chị đoán đi. Cái người này hơi khó tính chút xíu. Người ta chỉ cho chị hưởng một ngón thôi. Đây là một bàn tay rất quen thuộc với tôi. Không bao giờ mà bảo. Chúng tôi thường làm show chung với nhau và thường hay nắm tay nhau ra hát. Tình bạn là khi chúng ta biến quan tâm một anh mà lên đến khi mà nhìn thấy tôi không có bàn tay, tôi ơi, xin hãy nhớ đến bàn tay. Vậy là khỏi chơi nữa. Sao đây là làm lẫn được, đây là Lê Dương Bảo Lâm, bàn tay quá quen thuộc. Rồi, cuối cùng không phải chơi là chú Sáu không cần chơi. Tại vì gọi hết được 50 rồi. Quá tuyệt vời. Thôi đó, thằng con ăn của Muka là suôn sẻ luôn. Suôn sẻ tại Muka cũng hay hửi nhiều. Không, em hay làm show chung rồi cái hay nắm tay đồ đó vậy. Nắm tay các bạn nam đúng không? Dạ, đúng rồi. Như vậy, với thử thách mùi hương thân quen, người chiến thắng là Muka. 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 Yeah.